Anh chị thấy cái giường nào quen không? Cái giường nào mà hay đánh số thứ tự quá trời nè anh chị ơi. Không không đây, đi ra đây ăn miếng ngoài này À, nè, dạ đi ra đây ăn miếng đi. đó, chào anh Hoàng Việt nha. À, em mới quay cái vườn của ảnh cái bên nè anh chị, còn cái bên đây là vườn của chị của anh Miến anh chị ơi, vườn mai Chắc Nguyễn. À, đang livestream trên kênh chợ Sài Gòn luôn á anh Đi chị. thẳng luôn, đi thẳng tới luôn. Đâu anh đi phía trước đi. Hồ cái cây đẹp quá ta, tứ quý, Tư quý à? tứ quý anh chị, ghép gì không biết. Đây là khuôn viên của vườn mai Miến Dung nè anh chị. À, vườn mai Miến Dung, cái này là bên hông vườn của ảnh anh chị. À, chuyên về may giống luôn. À, bữa nay quay cho anh chị xem cái quy mô của ảnh nha. Đây, đi theo anh Hoàng Việt ha anh chị ơi. À, quá trời luôn anh chị ha. Từ bên này là cây nhỏ ha, bên này cây dừa dừa Tết nha. bên này cây bự hơn xíu, bên kia luống cây nhỏ. Miếng này nè, miếng ơi. Alo, nghe nghe. Hello anh Miến. Ồ, cái ao này để làm gì anh Miến? Cái ao này để nuôi cá với xả nước lên sàn nước xuống. À, chào anh Miến nha. Dạ, chào Hồng. Dạ, em vườn mai Miến Dung em xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị ạ. Dạ. Mấy cái cây ở đây là anh hay giao lưu buổi tối đây phải không anh? À, đúng rồi Hồng. Anh những cái loại này anh giấc tối anh ưa đem lên tên lai anh bán á. Ở vườn mai anh Hoàng Việt nãy ảnh kêu ảnh tới 55 giống luôn kìa. Vượt mà muốn vượt anh luôn kìa. Ở đây anh bao nhiêu giống Anh anh? ở đây nói chung là giờ hỏi bất tử, là thật tình là không có kể một lọt hết, nhưng mà thật sự là rất là nhiều giống, À, nó cũng khoảng 40-50 giống á. bốn năm chục Nhiều giống ha, giống. Ừ. vậy là thu anh Hoàng Việt chút xíu rồi đó. Không có may 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 cái em thiếu, ví dụ mà cái bạch mai, em sưu tầm bạch mai nhiều. À, thiếu bạch mai hơn không? Bạch mai đây có nhưng mà ít lắm. Thôi, ít bạch mai hơn phải không? mấy cái nhỏ lẻ thôi mình cũng không có không không đáng kể, không tính mấy giống thôi. Mấy bữa anh live stream trên kênh chợ Sài Gòn thì bà con hay chọn những cái giống gì nhiều anh? À, nói chung là đa số bây giờ thì thấy có cái mình cũng có cái giống siêu bông mình lợi á, Dạ. thì cái giống đó nó hot với À. siêu bông Sài Gòn Siêu bông Sài Gòn, siêu bông đó, mình với những cái lợi. giống mới thí dụ như nhị Ngọc Toàn, À. rồi đó là cúc bạch Cúc bạch. đó, mấy giống đó thì hot. Nhưng mà gần đây thì anh có kim ngân lượng Kim ngân đó, lượng. dảo tân châu. Dảo tân À. châu là bây giờ nó quay ngược lại, người ta chơi dảo tân châu dữ lắm, anh cũng mới có gậy ra được mới Còn Thọ đó. Hương, Đa Phúc, Thọ rồi Phú hương Tân lá thì sao cẩm anh? thạch, thọ hương lá xanh, phú tân đa phúc, dảo thủ đức, thì nói chung anh số lượng nhiều, số Em là lượng em nhiều. khoái cái Phú Tân lắm anh. Phú tân nó dễ nở, Không, dễ em nở. khoái em cái nở không em không biết, tại Dễ em chưa có chăm giống lắm, đó. đúng là nó dễ chăm. Mà em khoái anh biết gì không? Khoái cái bông của nó. Đúng rồi, Bông của bông nó bông đồng mà đẹp tiền. Không, bông nó, đúng tiền. rồi. Thí dụ như nó cái khí hậu lạnh đó, những anh chị mà mua về Bắc nó cũng dễ nở hơn. À. Ừ, về Bắc nó cũng dễ nở hơn những cái loại khác, nó nở đồng loạt hơn, nói chung là nở đồng loạt hơn. Thợ mấy cây dưới đây là anh bán buổi tối anh bán nhiều cặp là trung bình anh? Ở đây thì anh để đây nó cũng hơi lộn xộn tí xíu, nhưng có loại đa số thì anh bán chỉ 250 cặp mà bao phí ship cho anh chị luôn á. Ồ, Còn hai những hai cây trăm rưỡi mà bao ship tỏi luôn. tỏi hơn thì nó ba trăm ngàn À, một đó, cặp luôn ba trăm hả ngàn cặp. Rồi đó, những cây tỏi hơn nữa thì nó 400 ngàn cặp, nó anh? Đây bao phí thì ship cho anh chị hết. này bông gì vậy Cái anh? đó thọ hương, Thọ hương. thọ hương Còn này thọ hương luôn á. sao thọ hương này nó khác Này, thằng đó ta? thọ hương lá lá xanh, À, thằng còn cái này thọ loại hương đá thọ xanh hương lá hả? cẩm thạch nữa. Thằng này À, cũng thọ hương luôn. thọ hương đá xanh luôn. Ừ. Ồ, Về cúc tân châu từ 24 tới 36 cánh bông. còn cái thằng bên này Như cây này thủ đức. không, cái bọc nè, Thủ đức, thủ bông này đất thủ luôn đức. ha. Ừ. Ê, xin lỗi Thế này lộn, giống siêu nó bông giờ Sài Gòn lộn vậy ta? lộn siêu nụ, cái bông Siêu này nụ tàn hả? Thấy lá nó không phải thủ đất. Và siêu nụ cái bông này tàn, quay người ta cười Siêu chết rồi. nụ ha. Ừ, quay cái À, bị tàn thấy cũng rồi. bự mà. Tây khúc dưới đây thì nó có bông gió anh chị, 250 cặp anh, 250 cặp là bao ship luôn. bao ship toàn quốc. Còn mấy khu ở đây là cây gì vậy anh? Ở đây Đại Lộc, bên đây của anh là Đại Lộc, anh có lô Đại Lộc này cũng khoảng khoảng 40-50 gốc á. 40-50 gốc Đại Lộc. Hoành cũng khá lớn nha, nãy quên xách cây thước kìa. Đây nè hoành anh Hồng Này chắc 28 hoành quá. nó khoảng 28 30, có 26 25 cũng có. Này anh chị. Cái này mà anh chị nào có
Này, thí dụ như 38 không à chị? Có hộp nhãn thì em cũng giao lưu giá từ 2 triệu 2 tới 2 triệu rưỡi cây, cũng bao phí ship luôn. 2 triệu 2 tới 2 triệu rưỡi cây. Đúng rồi. Bao phí ship cho anh chị luôn. Mấy cái này anh ghép lâu chưa anh? Đà Lộc này anh ghép cũng được 3 mùa rồi không? 3 mùa mà ghép nó là nói chung là bông chuẩn hết. Đại Lộc thì thỉnh thoảng có cây nó bị đốc. Nó bị đốc thì nó xấu lắm, nhưng mà cái này anh dạn lại hết rồi. Cây nào bị đốc là anh bỏ ra anh ghép lại hết. Mình bỏ mấy cái nhánh đốc mình ghép lại ha anh? Đúng rồi, cắt bỏ hết, xả nguyên cây luôn. Xả nguyên cây chứ không phải ấy hả? Đúng rồi, chứ giờ thí dụ như giờ cái cây này đi. Dạ. Bây giờ là nó 10 bo. Nhưng mà lỡ bây giờ nó đốc hết 2 bo thì thí dụ như mình khả năng mình thấy nó còn kẹo tàn á. Dạ. Mình cắt 2 bo đó mình bỏ. Còn mà nếu mà cắt 2 bo đó nó thưa quá thì thôi cắt hết ghép lại luôn. Chứ để mình ghép 2 bo mà ghép 2 bo vô sau cái kia nó hút 2 bo chứ ghép sau nó cũng không phát triển được nữa. Nó bị yếu không nở đều lại. Đúng rồi. Đó cái này thì anh lược hết á, anh lược bông lại hết, dạng hết rồi. Tới ghép sau là nó không đạt được ha. Đúng rồi. Là ghép lại từ đầu nguyên cây hết. Trời, gốc này bự nè anh chị. Gốc này tầm khoảng cỡ 33 hoành. Cây đó cây Tuấn Ngọc á, cây đó Tuấn Ngọc á học. Tuấn Ngọc. Dảo Tuấn Ngọc ha. Tuấn Ngọc bông đẹp vô địch luôn, dảo Tuấn Ngọc đúng rồi. Bông nó sao em chưa thấy luôn á. Tuấn Ngọc á là nó 12 cánh tới 18 cánh luôn. À. Nhưng mà bông nó khít đeo mà bông nó to lắm, cánh khít lắm, cánh nó dày. Năm tới là anh thứ đó anh có nhiều. Đây tham quan tiếp cái vườn của ảnh nha anh chị. Cái khu này cây này là sao anh? Dảo Thủ Đức gốc nhất. Dảo Thủ Đức gốc nhất anh chị ơi. Cái lô này anh có được khoảng khoảng 80 tám mấy cây á. Anh chị. Gốc này từ hồi ghép tới giờ khoảng là 10 năm rồi. 10 năm rồi đó chứ không ít. Từ 10 năm nó nhớ được vậy ha. Cây nào cũng cũ rồi, cái này hồi đó mình tiễn gốc mình ghép mà. Đây anh chị. Quanh chỗ này tầm khoảng cỡ 16 18. Cây cũ nè, ngay chỗ này là mới ghép nè. Cái này cái mai con nè, mới ghép nè. Hồi đó là nó hồi đó là ghép nó có bằng điếu thuốc thôi. Bằng điếu thuốc á. Nuôi tới bây giờ nè, mà giờ cái này nó quấn nè. Mới ghép cho này nè. Cái này kiểu như là ta làm mai dinh á. Giải thích cho anh chị luôn. Có nghĩa là nhiều khi quay về anh chị thấy sau lá nó đổ quá trời. Có nghĩa mình mới gồng lá. Lá nó quá sức, gồng mấy cái lá nách bỏ hết làm cho nó nhảy chèo mới. Dạ. Nó mới phát triển mạnh. Mới vừa gồng lá xong nay khoảng tuần lễ á. Dạ. Khoảng tuần lễ á. Đây đi dọc cái vàng này là anh có khoảng bao nhiêu cây anh? Cái vàng này anh chắc có khoảng 80 mấy cây á. 80 mấy cây. 80 cây ăn lên. Đây đa số em thấy hoành từ 15 cho tới 18 anh chị. Mấy cái chỗ mắc kép á nha, chứ không phải là cái gốc nha anh chị. Đây nè, mấy chỗ mắc kép á. Cây già nó nở thấy mê lắm Hồng ơi. Chiều cao trung bình nó tầm khoảng cỡ 1m3, 1m4 anh chị. Đúng rồi, khoảng đó. Mấy cây này thì hình dáng chật lắc lượng nha anh chị. Lâu này anh giao lưu giá tầm khoảng bao nhiêu anh? Giá từ bao nhiêu cái tới bao nhiêu này anh? Anh giao lưu nói chung là thí dụ như anh bao phí ship luôn là 5 triệu cây. 5 triệu cây bao phí ship luôn. Chậu ở đây trung bình 5 triệu chứ dưới 5 triệu chắc anh không giao lưu được. 5 triệu ăn lên. 5 triệu ăn lên. Tùy theo gốc. Đóng thùng gỗ. Cái này đóng gỗ chứ đâu này có đóng thùng shop được. Chậu 5 tấc không Hồng? 5 tấc không? Lọt lòng á nha, đường kính 5 tấc. Mỗi cây đều luôn, không có này, tới mấy cây này, đều gian. Cây nào cũng có củ, cục. Để chọn mà, hồi đó mình chọn mà. Đi lắp lại. Mà con mà nuôi. Chiêu bông mình lại anh để đâu anh? Chiêu bông mình lại thì anh còn để ra trước nè. Trước trước để chút xíu lại quay. Vậy mình đi dài trước. Chiêu bông mình lại thì nói thật là không có cây dài vậy nha, dễ gì có được. Tại cái giống nó mới to nè. Này bạch mai gì anh? Bạch mai đọt hồng á, Hồng. Bạch mai đọt hồng. Bạch mai đọt hồng. Này bán rồi hả anh? Không, cái cây đó anh cũng mới về thông số nè. Thí dụ như có khách hàng hỏi thì mình nói giá bán vậy đó, 800 ngàn. Đây cũ rồi. Cái lô này nói chung là nó mắc là mắc cái ghép gốc nhất già mùa anh chị ha. Khoảng 10 năm rồi đó. Kiểu như là chơi, ta muốn chơi làm như thành cái này, như cây gin gì đó. Giống như giờ là người ta nói là ý, giống như là y như cây gin đó. Không còn thấy dấu ghép, dấu gì hết.
mà nó già chừng nào nó nở dữ. Mà cái này hồi xưa là anh ghép hay là người ta ghép anh lấy lại? Ghép không, hồi ghép có bằng điếu thuốc. Dữ nhỏ, vậy? Ừ, có bằng điếu thuốc rồi, nhỏ xíu à. À, anh ghép luôn. Khoảng 10 năm rồi đó. Cái này anh ghép chọt hay ghép đóng đầu? Đóng đầu hả? Thì gốc nhớt thì chỉ ghép có một bo thôi. À. Ghép một bo một hả? Vậy tính ra cái đóng đầu nó là ngon ha. Ừ. Ghép đóng đầu là nó liền cốt ha anh. Đúng rồi, liền mà này nó liền lâu năm lắm rồi Hồng ơi. Dạ. À. Đây anh chị nè. Nó liền cốt hoàn hảo luôn ha. Anh đóng đầu rồi anh có bẻ ép nó cho nó vô chính giữa không mà nó chảy vô thành có nghĩa liền là cốt dữ vậy ta. Đóng mình gỡ cái da, mình tách cái da nó ra. Dạ. Tách cái da nó ra rồi bắt đầu mình gắn cái bo nó vô. Dạ. Thì nó khoảng 2 năm là bắt đầu nó liền cốt rồi. 2 năm là bắt đầu. Lúc đó là đang nhỏ. Đúng rồi, nó lớn lên, cái bo ghép nó lớn lên. Dạ. Là bắt đầu nó 2 năm nó kéo qua nó liền hết. Ờ. 2 năm là nó liền hết. Giống y gan như cây zin vậy, không đâu có còn biết dấu ghép. Đó hồi xưa là cái gốc nó là bằng điếu thuốc á ha. Bằng điếu thuốc á không? Anh nuôi 2 năm là coi như là nó liền cốt hết rồi bắt đầu anh nuôi lên tới giờ. Nói chung hồi đó anh chọn những gốc đẹp có nét không mới ghép. Tại mà hồi đó cái hướng anh là nuôi kiểu mình để dành cho nó. Dạ. Lớn lâu lâu chừng 10 năm cái mình bán cái mình mới kiếm được tới giờ được hay quả đồng, phải không? Kiếm được đồng vốn để xây tở. Đó anh chị thấy nghề ghép ở Bến Tre tới ghép chưa? Cây lá cẩm thạch ý bạch mai đọt hồng. Bạch mai đọt hồng. Hồng này giá nhiêu anh? Cây này bây giờ là anh giao lưu là 8 triệu anh mới có bán. Bạch mai giáng đọt hồng đây. 8 triệu cây này hoành tầm hơn 20 là 23 anh chị ơi. Tại anh để vào cái mai kia nó chật quá để cho nó khuất cái gốc nè. Giờ quay cái gốc cho anh chị thấy không Hồng? Thấy anh. Đó, gốc cái giáng long anh chị. Đây để xem cho anh chị xem. Ừ. Anh dở cái cỏ ra cái. Cái này chậu 8 ha anh. Chật quá. Chậu mấy? Cái chậu này chậu 7 á. Chậu 7. Chậu 7. Này giáng long. Ừ. Anh chị. Hoành thân này á em nghĩ tầm khoảng cỡ 25 27 anh chị ơi. Đúng là khoảng đó đó hả? Chính xác luôn á. Đi quay ghép thì nhìn thấy hay quá đâu. Là đây anh chị. Đúng đúng. Này cao tầm khoảng cỡ 1,5 anh chị ơi. Đó 1,4 1,5. Tán ngang của nó tầm khoảng cỡ 1,2 1,3 anh chị ha. Cái này biết bông nó làm sao anh? Cái này hình như người ta chơi lá còn được luôn ha. Thí dụ như những cái tháng này thì mình chơi lá nó cũng đẹp nữa. Còn Tết thì mình vừa chơi cái lọc nó với cái bông. Nó ra bông rồi nó ra cái lọc này, hồng đẹp lắm. Cái bông nó làm sao em cũng chưa biết luôn. 8-12 cánh. Bông nó màu gì anh? Màu trắng, bạch mai. Trắng luôn ha. Ừ, màu trắng đúng rồi không? Rồi cái này nhìn đẹp mấy anh chị. Tết rồi mình vừa chơi bông chơi lọc rồi ngày thường thì mình chơi lá. Đúng rồi, đó. Em nghĩ anh chị mà chơi mai cũng cái vườn của mình cũng cần nên một sưu tầm một cái giống hoặc là một cái cây này mà để mình chơi nhìn nó đẹp anh chị ha. 8 triệu cây đó anh ha. 8 triệu. Bao ship cho anh chị luôn. Vườn anh có cái gì đặc biệt nữa không? Thì đặc biệt thì giờ anh chỉ có cái siêu bông Bình Lợi. Đây anh chị ra tới đây là ở đầu của đường vô này, anh cách cái đường lớn bao nhiêu? Khoảng 350 mét. 350 mét. Phía bên kia là của mình luôn hay sao anh? Phía bên kia là của bà già ruột. Nguyên gia đình luôn anh chị ơi, ở dưới đây là toàn trồng mai hết trơn. Còn phía bên kia là của ai anh? Cũng của bà già ruột luôn. Ừ, liền luôn đó luôn. Rồi còn bên kia nãy anh mới nói em bên vườn chị anh phải không? Chắc Nguyễn phải không? Là bên đó phải không? Kia. Ừ bên nhà bên kia. Đó là đang live stream đó anh chị, đang live stream. Nè cái bạch mai siêu bông Bình Lợi này nè. Thì cái này cái đợt mà đi cắt cây ghim đó. Cây ghim đây là thằng cháu nè. Cháu này đi với Hoàng Việt nè. Thì về nó cũng cắt, về nó cũng chia sẻ bo lại. Anh Việt cho em mượn cái clip em xem lại cái anh Việt. Cho bà con xem lại cái... Có chia sẻ bo rồi lại, cháu nó cũng chia sẻ bo lại cho mình nè. Về nó còn bo lại, nó nhân giống. Nhân giống ra cái mình bắt đầu anh lấy lại, để giao lưu lại với bà con. Đây để cho anh chị nghe cái clip này ha. À, chị xem giống ảnh không á. Anh nóng trắng á. Một bọc đen. Này bữa được mấy bọc anh Việt? Ba bọc. Là về mình ba với hai bọc. Ba bọc rồi được tổng cộng nhiêu bo anh? Chắc ngàn mấy. Chia anh em cũng ba bọc. Đi chung với đây nữa nè. Em áo đen nè, đây em nè.
Em vừa hả không? Chứ đẹp trai lắm. Ba bao, ba bao luôn. Được tầm khoảng hơn 1000 bao luôn ha. Hơn 1000 mấy, khoảng 300 mang lên. Vậy bữa giờ anh nhân ra được bao nhiêu rồi? Anh với mấy anh của anh hiện tại giờ thì ghép loại gốc nhất này á là ghép loại 1 bo với 2 bo thì chắc được khoảng gần 300 cây rồi đó. Gần 300 cây gần rồi. 300 cây mà anh cũng có giao lưu hết mới cũng khá nhiều rồi. Đây anh chị, em quay cận lại cho anh chị xem cái vàng này ha. Này bằng cỡ ngón tay nha anh chị. Ừ, nó đây, để ngón tay út vô. Này ngón tay của anh bự cho bá, ngón tay của em nhỏ. Đó. À. Lâu này nếu mà ghép vậy anh giao lưu giá sao một bo này anh? Cái này thì anh cũng dự định anh bán giao lưu với anh chị là coi như từ 400 ngàn tới giá 1 triệu một cây. 400 ngàn. Ừ, đột sức quá anh chưa có sắp lại được là cái nào nhỏ, cái nào lớn anh để cho để riêng nữa. Cây lớn nhất. Như 400 ngàn cỡ cây nào anh? Cây lớn nhất như cây là có cây trái bí nữa kìa. Không, như cây này nè, không. Đâu anh? Như cây này với hai cây ngoài đó là anh bán giá 1 triệu một cây. À, hai cây này phải không? Hai cây hai cây bự này phải không? Đúng rồi. Quành nó tầm khoảng 12 anh chị. Đúng rồi, phải 10 ăn lên đó. À, đây. Là với cây này phải không? Cây bự này phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Cây bự có đế nè anh chị. Để giữ ha. Là cây mấy cây này là 1 triệu. Giá 1 triệu, anh ship cho người ta luôn, bao phí ship. Còn mấy cây nào 400 ngàn đâu anh? 400 ngàn thì như cái loại này. Đây cái loại nhỏ vậy. Mấy cây nó đọt dài đó. À. Thì 400 ngàn. 400 ngàn mấy cây này. Đây. Đó. Ừ. Còn anh chị nào mà có giao lưu mà cảm thấy nhiều khi cái đọt nó còn non á thì dạ, cứ chốt cây nào thì anh bắt đầu anh làm dấu, anh chăm lại cho anh chị. Mà khi nào nó già tới mà về lấy bo được thì lúc đó mình gửi cho người ta. À. Ừ. Là giá cũng y vậy luôn ha. À, mình không có tính công Hồng ơi. Dạ. Thôi cứ ở nhà vườn mà. Tầm rồi khoảng bao công lâu thì nó già gửi đi được anh thường. Như à, nói như cái cây này nè nha. Dạ. Quay cây này đi, thí dụ như cây này thì mình tính từ hiện tại liền bây giờ tới khoảng cao nhất là khoảng 12 ngày nữa là cắt bo được luôn á, cắt lấy bo được luôn. 12 ngày nữa lấy bo được luôn ha. Thì mỗi một cái một mắt lá là ghép một bo. À. Đó, thí dụ như tới mười mấy ngày nữa tên này là tính được bo nè, 1 đây 2 3 4 ha, tới lúc đó 5 thì cắt cái này là 5 nha. Dạ. 6 7 bo, đó như cây này cắt được 7 bo. Ừ, 7 bo. Ừ. Tính ra cây này 7 bo là anh giao lưu cây này là 400 ngàn, bao phí ship. Bao phí ship luôn. Quá rẻ luôn đó. À, 400 ngàn là được 7 bo luôn anh chị. 7 bo. Còn mấy cây nhỏ này là phải đợi nó lên giống vậy là mấy giao lưu hả anh? Thí dụ nó cũng mau lắm, chứ cũng không lâu. Tại lúc mà nó dính rồi nó phát triển mau lắm. À. Đó, cái này giờ ghép dính nó đang khỏe. Anh tháo bịch này cũng được khoảng 6-7 ngày rồi đó. Dạ. Từ hồi thằng mình ghép mình tháo cái bọc ra 6-7 ngày rồi. Thì vậy là nó mau phát triển lắm, nó không có mấy hồi là nó lên cao bằng cái cây này nè. Không có mấy hồi là nó lên cao. Thì cỡ cây này anh như cây nào anh mới giao như cây này có phải của nó không? Không, cây đó không phải, cây đó không như phải. Cỡ cây nào thì anh mới giao luôn. Thì có nghĩa là nó như cây nào anh nó gửi á. À, cây đọt nó già ha, cái đọt nó dạ, già đúng rồi. Thì hiện tại bây giờ thì mấy cây đọt dài già anh gửi hết rồi. Thì anh nói thí dụ giống như cái cây này đi. Đó giống như cây này là khoảng anh nói cao nhất là 12 ngày nữa. 12 ngày nữa thì đó, nó ra cỡ nào? Lấy bo nó lên chắc được khúc vậy. À đó giờ mà tới chừng đó là nó già lấy bo nhân giống được liền luôn. À rồi mấy cây này nếu mà anh chị mà chốt thì anh cũng nuôi cho là bằng cái cây đó phải không? Đúng rồi, ok. Đúng không? Ừ, tại mình nhà vườn mà mình đâu có tính toán công nuôi được gì đâu. Tại vì mấy cây này em thấy nó đang còn nhỏ anh chị nè. Đó, nhưng mà nếu mà mình chốt thì anh sẽ nuôi giống vậy phải không anh? Đúng rồi, đúng rồi. À, là mấy cây này nhỏ nhỏ này là 400 ngàn hả anh hay sao? À, 400 ngàn cây. 400 ngàn. Bao phí ship cho anh chị. À, lên đó tầm khoảng lấy được khoảng như cây này là được 7 bo anh chị. Ừ. Tổng cộng ở khúc đây là anh được nãy kêu 300 hả anh? À, không, ở đây thì hiện tại bây giờ liền giờ ở đây cái cô lô này nó khoảng... À, đúng rồi, khoảng hơn 200 á, hơn 200 cây. 200. Rồi anh còn ghép nói tới nữa nè, chuẩn bị dở bạch ra. À. Ghép cũng được hơn 10 ngày rồi đó. Đâu anh? Đây,
Chị đâu mất tiêu rồi anh? Bà mới đây bà đi đâu không biết. Đâu kêu kêu mẹ bà nội ơi. Si. Đây Hồng. Cái giống này nó mạnh cực kỳ luôn Hồng ơi. Này nè, đây anh ghép đây anh nghỉ khoảng 12 ngày à. Anh mới ghép 12 ngày. Khoảng 12 ngày mà để anh tháo bịch nha. Thấy cũng ló xanh xanh. Đó. Ồ anh ghép 2 bo ha. 2 bo. Này bên đây anh ghép 2 bo không à. À. Cho nó mau có tàn để người ta dễ dễ lấy được nhiều bo. Giống không? À. Như cây này là nhiêu anh? Như mấy cái loại này thì tới chừng anh dở bịch nó lên cao khoảng chừng gan á. À. Thì nó là lên tới đây. Ừ. Tới chừng đó thì anh bán khoảng 700 ngàn. 700 ngàn. Bao cái ship cho người ta. 700-800 ngàn. Góc đẹp không à không? À. Góc đẹp không? Đó. Đó đây. Góc này thì bự hơn cái góc 400 ngàn của ảnh. Bự hơn này nhiều nha. Mà. Bự hơn nhiều. Bự hơn nhiều. Bự gấp đôi đó anh chị. Hơn gấp đôi nữa. Gấp đôi là đây. Gấp đôi cái hoành á. Còn cái cũ thì nó bự đó hơn rồi, nhiều. Đó là cũ rồi bá. Đó. Hai bo. Hai bo. Mới có 12 ngày mà ló ló rồi ha. À. Sáng tưng rồi. Ló ló. À. À, anh ghép hay quá ta. Anh ghép không thấy lắm, không thấy bị quắn bị rớt cái gì anh chị nè. Giống này nó mạnh lắm Hồng ơi. À. Ừ. Bởi vì anh ghép có thấy bị rớt cái nào không anh? Không. Anh cái đợt hôm mà anh ghép mỗi một cây là cái lúc hổm cái gốc nhỏ đó ghép một cây bo mà anh ghép chín mấy cây mà rớt một cây một á. Cây một á. Rớt cây một à? Ừ, cây một chín mấy cây. Cái này cũng chuẩn bị ghép luôn ha anh, cái gốc này nè. Cái cây đó mai mốt chừng nào nó xì trượt chưa đúng không? Cây này mới cây này hả? Chưa. Ừ. Cây gốc đẹp quá anh chị nè. Đó anh mới ghép được 3 cây đó, cũng đẹp hơn gốc này nữa. Đó 3 cây đó. Cái này mỗi cây 3 bo hết á. 3 bo hết. Cũng siêu bông bình lợi không? Cũng bình lợi luôn. Ừ. Mấy cây này hoành nó tầm cỡ 20 22 em đúng rồi, anh chị ơi. 20 22. Đế nôm. Đế thú luôn anh chị. Rồi bà con mà xem hay xem livestream trên kênh Chợ Sài Gòn có thấy ai quen không? À, chào. Chào chị nha. Chào chị Dung nha. Miếng Dung đây, anh Miếng chị Dung nè bà con. Nè bản hiệu nè anh chị. Nè bản hiệu. Đây, hiện trường bạn quay. Vườn mai Miếng Dung. Đó, vườn mai Miếng Dung. Đây coi số điện thoại luôn nè anh chị. Số điện thoại luôn. Rồi đồ anh hay để đây nè đó, hay quay đây thằng quay anh hay quay ở đây cho anh chị mỗi đêm hàng đêm nè. Ồ con cây này cũng đẹp, cây này nhiêu anh bán chưa anh? Cây Đại Lộc đó chưa giao lưu, cũng có người tỏ giá mà anh chưa tới giá. Nhiêu mới tới giá anh bán rồi hả? Rồi vậy có người lấy rồi Hồng ơi. Rồi, có người lấy rồi này. Ừ, có người lấy đẹp rồi quá. Đại Lộc á. Là nếu Đại Lộc lớn thì anh còn cây ngoài này nữa. Đại Lộc gốc tứ quý, ý xin lỗi nha. Cái anh xin lỗi, nó lộn gốc tứ quý mà ghép Phú Tân chứ không phải Đại Lộc. Nó à, là, đâu đâu. Đại Lộc lô nãy mình quay rồi. Đại Phú Đại Tân anh có giống nào nhỏ giống gì không anh? Phú Tân hả? Ừ. Phú Tân loại nhỏ thì loại 250 cặp hồi nãy đó, ngoài đó cũng có nhiều á Hồng. Cái lô mình quay nãy á. Có nào mà chuẩn giống kỷ niệm em cây Phú Tân ơi. Rồi. Lại đi xin nữa bà con. Đây cây Phú Tân nè. Không mà em hỏi Phú Tân luôn hả? Ừ. Tại em khoái Phú Tân lắm mà anh mấy ơi. Đó Phú Tân mà gốc tứ quý luôn á. Trời ơi. Cây này Hồng quay giùm anh đi được, anh cũng giao lưu luôn nữa. Lấy cây thước em, lấy cây thước đo. Ồ, cây Phú Tân anh chị ơi. Phú Tân mà ghép tứ quý thì còn gì bằng nữa có ha. Có nở bông gió luôn à Hồng. Có bông gió luôn. Bông gió đẹp lắm. Ồ để coi coi. Có bông gió luôn bà con. Đây bông này cao quá, bên đây có bông thấp hơn nè. Cao cũng thấy luôn anh. Thấy không? Đây, bông này thấp hơn đây. Đây Phú Tân anh chị ơi. Phú Tân cái này mới trời hơi ướt ướt ha. Cái Phú Tân á là bông của nó tròn vo như đồng tiền á anh chị. À. Phú Tân này em khoái lắm, nhưng mà Phú Tân nó là cái nhược điểm của nó là cái bông nó tầm khoảng cỡ 5 phân 5 phân rưỡi anh chị. À. Nhưng mà cái bông của nó dày và nó tròn. Cái này lâu manh. Nở ra nó không? Cũng được 4 ngày tới lên đó Hồng. 4 ngày á. Nó đặc không anh? Nở nó dễ nở lắm, không? Nói chung Phú Tân nó dễ nở lắm. Mà cái nụ nó thì mình thấy không có ghiền nha. Ừ. Nhưng mà tới tại cái giống nó, nhưng mà tới cái lúc mà nó bung ra nó bung đồng loạt dữ lắm. Cây này cũng thuộc dạng tứ quý cổ nè anh chị tứ ơi. Tứ quý cổ à. Tứ quý cổ anh chị.
anh cho thông số cây này à, đo thông số ha, đo thông số ở thí dụ bà con nào có nhu cầu thì anh cũng giao lưu luôn. Tứ quý cổ anh chị ơi, cái này đây. Ở đây chắc cũng lâu lắm ha. Đo không có cấn gì hết nha anh chị ơi. À, nó 52 yếu ha. 52 yếu, hồi tính 51 đi. Đó, đo là đo đây, quay cho thấy ha. 52 yếu. Ừ. Đó. Đo không có bị cấn ghê đế gì hết. Cao ác thân nó tầm khoảng 25 nha anh chị. Cao thì đây. Giờ dấu lên đo không tới đây. Đứng giơ tay đây. Đây, chiều cao của nó tầm khoảng 2,5 m anh chị. Đó, chiều cao của nó tầm khoảng 2,2 m đi, 2,3 m đi. Chiều cao nó tầm khoảng 2,3 m nha anh chị. Đó là tới mặt chậu á anh chị ơi. Cái mặt chậu á 2,3 m cho tới 2,5 m. Nó đang chuẩn bị ra cái cơi này nữa là dữ lắm ạ. Chậu này được mét không anh? Chậu chậu này rất là hình như lọt là lòng á. Khoan, lọt lòng hơn mét anh nhớ khoan, để đo cũng không được. Quên tiêu. Cây này đấy cũng dữ á. Lọt lòng cây này. Nếu mà lọt lòng đúng rồi chắc mét á, mét á Hồng ơi, lọt lòng 1 m anh chị ơi. Cây này đẹp quá anh chị ơi. À, mình xem cái đường thân chi cổ của nó nè anh chị, anh đo cái chi của nó cái chi một nè. Rồi anh đo chi một nha. Rồi đây anh chị ơi, hoành của chi một là chết nha, cho kỳ vậy đấy. Ừ, 26 yếu tính 25 ha. 25 tính 25 anh chị ơi. 25 đo xét vô thì nó sẽ bự hơn nha anh chị. Đó, nói chung cây mấy cái chi lớn mập ù hết á, chi nào cũng vậy á, chi một nó sợ nhỏ hơn mấy chi này nữa. Đó. À. Cũng ngang ngang nữa hết á. Đây, thân thân của nó anh chị ha, à, cỡ khoảng tính đây là 25, còn thoát tính thân. Đây thì nó bự hơn nha. Đây thoát thân đây nó khoảng 32 34 á, thoát thân anh chị. Đây. Tính thắt thân ngay cái cọng này là ngắn ha. Ờ cọng này ngắn nha. Cọng nó ngắn, cọng bên này là tầm khoảng 3 khoảng 23, thoát thân 23. Này 23, 33, 35 ở đây anh chị ha. Rồi đo thử cái nồi đế. Cái nồi đế đặt nó nha anh chị ơi, nồi đế nó nha anh chị. Nồi đế 1,5 m mà không hết. Dây này là 1,5 m chắc còn khoảng 5 tấc nữa, tao lên hơn 5 tấc nữa. Nãy hoành nó nhiêu anh em quên ta? 52. Hoành 52 anh chị. Tứ quý ghép Phú Tân, để coi mắt ghép nó nè anh chị. Anh ghép được bao lâu rồi? Cây này ghép được 2 mùa không? 2 mùa anh chị. 2 mùa. Nè. Cây này anh giao lưu bao nhiêu? Cây này nếu mà giờ anh giao lưu với bà con thì 55 triệu không ơi. 55 triệu cây tứ quý ghép Phú Tân 2 mùa, hoành 54 ha anh. À 52. 52. Giao tới nhà cho bà con luôn. Toàn quốc luôn hả anh? Giao toàn quốc luôn. Trời ơi, dữ vậy. Ở mấy chỗ xa thì mình kiếm xe mình ghép. Ghép xe được hết rồi Hồng ơi. Cái này giót ngọn của nó tầm 16 nha anh chị ơi. Giót ngọn của nó ha. Đó, tầm 16. Cây đẹp. Cái này để em quay cái thân, đường thân cái cho anh chị xem ha. Mấy cái giá trị em quay lâu xíu cho bà con mình thưởng thức ha. Quay cái thân chủ nè, thân chủ nó lắc lượng. Ở bên đó là cái cổ á, cái lắc lượng cổ đó. Nó quái cái thân quái. Đó ở ngoài nó đưa vô. Này có một cái mặt cắt ở đây thôi, nhưng mặt cắt của nó đang kéo nhựa rồi nè anh chị. Nó liền lại hết rồi ha. Đó, nó liền được nhiêu đây rồi. Còn lại cái này đấy, cổ của nó nè. Đó thân chủ nó lắc. À, giống như chữ S luôn, thân chủ nó anh chị. Cái thân chủ của nó, cây này á, anh thấy nó quái quái. Cây này anh mà cắt lại, hồi xưa mà cắt người ta cắt lại là cây này thành ra là một cây gián lông đó anh. Chật gián lông á, tại cái đó là tao làm thân chủ luôn đó. Đúng rồi, đúng rồi. À, thân chủ nè anh chị, cái đuôi nè, đuôi rồng nè. Đó, đuôi rồng nè anh chị, cái thân chủ nè. À, thân chủ đuôi rồng. À, cái này là con rồng dắt qua. Đấy, con rồng nằm dắt qua cái cây đó anh chị. Đây là tới quý dán cây này cũng hàng hiếm nè, cái thân của nó nè anh chị. Ở trên dán lông nha. Ở trên dán lông hình chữ S đó anh chị. Đó, cây này đẹp. 50 triệu nha, giao toàn quốc luôn. 55 triệu. Ồ, 55 triệu. Xém xíu mất 5 triệu rồi.
Bù 5 triệu à. Rồi còn cái nào hàng độc đúng không anh? Anh còn cái này anh thấy cũng khá đẹp nè. Anh quay giùm anh cây này luôn, được anh giao lưu luôn. À, cây này cỏ quá. Cây này đế là đế bếp luôn, gốc mai vàng nha. Đế là điều gan luôn, Hồng quay giùm anh giáp vòng đế cái anh đo thông số, anh báo cho bà con luôn. Rồi, này ghép dảo nhung Hồng ơi. Dảo nhung là dảo bông nó sao anh? Dảo nhung bông nó đẹp lắm, rất tiếc cái bông trong cái điện thoại của chị tiêu. Nó cũng 12 18 cánh luôn. Hồi trước em quay cái vườn ở nhà bè. 18 cánh. Hồi trước em quay ở vườn ở nhà bè 90% vườn xài dảo nhung. Ừ. Dảo nhung bông đẹp lắm. Đế quýp luôn á. Đế khá đẹp. Này, chiều cao từ mặt chậu lên tới chỗ mặt cắt này tầm cỡ 60 đó anh chị. Rồi nó lên cao nữa tầm khoảng cỡ 50 nữa. Cây này cao tầm khoảng 1m1 anh chị. Em quay phía bên này. Quay cái anh đo thông số anh báo cho bà con. Rồi, anh đo thông số luôn đi anh. Rồi anh đo thông số không? Thông số cây dảo nhung này ha. Gốc nó già dữ lắm, gốc mai vàng nhưng mà già dữ lắm anh chị ơi. Đó em đo eo thân nha anh chị ơi. Đó, eo thân nha, đo không có bị cấn gì đâu hết nha anh chị ơi. Đây em dùm người lên cái không đây. Thấy đâu hết là đây. Đó từ 30 39 nè anh chị ơi. 39. Đó đo cái eo nghe nghe cái eo nhỏ nha. Đó 39. À. Còn quanh đế đặt nó thì cây này cũng dữ lắm. Giấu cái tay giùm anh kéo cái thước này không? Cái thước nằm phía dưới luôn. Này. 1,5 m còn dư nói chung là cũng dư 1,5 m đi. 1,6 m, 1,6 m anh chị. 1,6 m. Cao. Để đo chiều cao. Cái này dưới rễ của nó ra cây luôn hết ta. Ở dưới rễ hồi đó nó nhảy mấy cái tược ở dưới rễ nè. À, cái này ghép giáp vòng luôn, ghép này ghép luôn nè. À, ghép luôn chứ. Đây nè, ghép luôn. À. Đó. Giáp vòng luôn. Ghép vòng rễ nó lên luôn. Rồi đây để anh đo cái chiều cao. Đây mấy cái rễ ảnh ghép giáp vòng luôn ở dưới rễ luôn anh chị. Cây này thì hiện giờ là nó cao 1,09 m. À. 1,09 m. Tán ngang. Tán ngang để thử. Tán ngang nó gần mét đó. Tán ngang 1,1 m. 1,1 m. 1,1 m. Đây anh chị. Cái này đế đặc lắm. Giao lưu sao anh? Cây này anh giao lưu 50 triệu không ơi. 50 triệu 50 ghép triệu. Bao lâu rồi anh? Cây này ghép gần 3 năm rồi hả Hồng? Ghép 3 năm, năm rồi nè. Từ hồi ghép giờ là nó 3 mùa, nói chung là hơn 2 mùa rưỡi rồi. Cây này với cây tứ quý Phú Tân là hàng VIP của anh đúng không? VIP của vườn anh ạ. Ở bởi vì vườn nào cũng có cây dạng như cây trấn vườn đó anh chị. Em quay cái mặt cắt ở dưới cho anh chị xem nè. 50 triệu. Đó. Mấy cái mặt cắt nó gần muốn sùng nó. Ờ đúng rồi, nó kéo nhựa Hồng. À. Kéo nhựa nè. Nó chảy sù sù ra ha. Rồi cây này 50 triệu nha anh chị. Chị thấy cây hai cây 50 triệu này xứng đáng với tầm tiền của nó, xứng đáng với cây không, mình cho cái comment đó anh chị. Rồi còn cái cây nào độc lạ lắm anh? Anh cũng còn mấy cây quýp lắm nhưng mà nó chưa đủ tàn thôi để anh nuôi cho tàn khá mới vô luôn Hồng ơi. Vậy anh em mình ra phía ngoài chỉ đường chào mọi người luôn. Rồi rồi. Anh Miến trả lại số điện thoại cho mọi người luôn anh Miến. Dạ số điện thoại của em là 0366 048. À. 123. Dạ 0366 048 123. Là địa em chỉ luôn nha. Dạ địa chỉ của em là ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Rồi thí dụ như em ở cách quốc lộ khoảng 300 m anh chị. Em ở khúc cầu Hòa Khánh anh chị, đường dạ. Quốc lộ 57. Dạ. Quốc lộ 57, em ở chỗ chân cầu Hòa Khánh rẽ vô tới nhà. Dạ. Có đường đan rẽ vô khoảng 300 m là tới nhà em. Dạ. Tới vườn mai Miến Dung. Rồi anh chị xem em vừa tham quan một vòng vườn mai Miến Dung anh chị. Ở vườn mai Miến Dung thì bán cả sỉ và lẻ. Thì lẻ thì anh chị cũng có thể xem trực tiếp từng cây ở trên livestream hàng đêm ở trên kênh chợ Sài Gòn đó anh chị. Bao phí ship hết. Còn anh chị nào muốn mua sỉ là cũng liên hệ anh cũng có luôn ha. Và đặc biệt là siêu bông Bình Lợi. Ở vườn anh cũng mới vừa có cái giống mới, anh chị thích thì cũng alo anh ha.
Rồi tới đây em xin tạm dừng cái clip. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào, cảm ơn anh Miến nha. Chào cô chú anh chị. Chào ông.